12. Hạnh đầu đà khổ hạnh. Nay giảng sơ lược về hạnh đầu đà khổ hạnh vừa mới đề cập đến ở trên. Đầu đà là tiếng Phạn, dịch là phấn chấn, nghĩa là phấn chấn tinh thần. Như khi đã thiền thất thì thường nói phấn chấn tinh thần, không sợ khổ, càng khổ thì càng nỗ lực. Giống như Ngài Ca Diếp già như thế mà cũng hành hạnh đầu đà, phấn chấn tinh thần, hành 12 hạnh đầu đà. 1. Mặc y bá nạp. Y bá nạp còn gọi là y phấn tảo, tức là tấm y vốn có 100.000 lỗ rách, nhưng mỗi khi rách thì giá lại, chẳng biết giá bao nhiêu lần mà nói. Tấm y này người khác chẳng ai muốn mặc. Người xuất gia nhặt giải dụng ở trong đống rác, rồi giặt sạch mà may giá thành y để mặc. Mặc y này tốt ở chỗ nào? Nếu nói ra thì nhiều lắm. Dĩ như bạn mặc y này lên thì chẳng còn tâm tham, cũng diệt trừ tâm tham của người khác. Những tỳ kheo khác thấy bạn mặc y lam lũ mà không mặc y tốt, họ cũng phát khởi đạo tâm để tu đạo. Hơn nữa, bạn mặc y rách nát lam lũ thì trộm cướp nhất định không trộm cướp của bạn. Vào năm 1948, tôi ở tại chùa Nam Hoa thì có bọn cướp đến cướp chùa. Chúng phá cửa xông vào, lập tức kêu tôi đưa tiền ra. Tôi bèn nói, các anh xem, tôi mặc y như thế này, có giống người có tiền chăng? Lúc đó, tôi mặc y như lúc tôi mặc y thủ hiếu bên cạnh mộ của mẹ tôi. Thủ hiếu xong rồi, tôi vẫn luôn luôn mặc nó để làm kỷ niệm mẹ của tôi. Vì tấm y đó đã rách nát, cho nên khi ở tại Đông Bắc, Trung Quốc, ai quy y với tôi thì giá cho tôi một miếng vào cái y đó. Do đó, tấm y đó có rất nhiều lỗ giá. Tuy nhiên, tôi nói với bọn cướp trong phòng có báu vật, kêu chúng có thể đi vào mà lấy. Xong, những tên cướp thấy tôi mặc y như thế, cũng chẳng vào phòng cướp lấy gì cả, bèn bỏ đi hết. Thực tế, trong phòng thật có hai báu vật sống, đó là hai chú sa di sợ hãi nằm dưới gầm giường. Hơn nữa, bạn mặc y phấn tảo thì người giàu cũng xa lìa bạn, như thế thì ít bị quấy nhiễu. Còn có điểm tốt quan trọng nhất là người nữ cũng xa lìa bạn. Tu đạo, nếu mặc y như thế thì lâu dần sẽ có một hương vị rất kỳ đặc. Nhưng hương vị này đối với người nữ mà nói thì đó là mùi thối, cho nên mặc y phấn tảo có rất nhiều chỗ tốt nói không hết được. 2. Chỉ có 3 cái y. Tỳ kheo hành hạnh đầu đà chỉ có 3 tấm y, do đó ngoài thân chẳng vật gì khác, cũng chẳng có phiền não gì phát sinh. 3 y tức là: thứ nhất là tổ y, còn gọi là đại y, tiếng Phạn gọi là y tăng già lê, dịch là y 25 điều. Y 25 điều, 4 dài 1 ngắn, cộng thành 125 ô, đó là biểu thị hình tướng của ruộng phước, cho nên còn gọi là y phước điền. Y này nếu vào cung vua, tụ lạc khất thực, thuyết pháp thì mới mặc. Thứ hai là y 7 điều. Y 7 điều, 2 dài 1 ngắn, cộng thành 21 ô, tiếng Phạn gọi là y uất đa la tăng, dịch là y nhập chúng. Khi lễ bái, tụng kinh, nghe pháp, hội họp với đại chúng, vân vân thì mặc y này. Thứ ba là y 5 điều. Y 5 điều là 1 dài 1 ngắn, cộng thành 10 ô, tiếng Phạn gọi là y nang đà hội, dịch là y chấp tác. Khi làm việc chấp tác mọi nơi đều mặc y này. Nếu tỳ kheo hành hạnh đầu đà thì chỉ có 3 y này và bình bát với tọa cụ. Bình bát là cái bát của tỳ kheo dùng để ăn cơm. Tọa cụ dùng để trải lễ Phật ở trong chánh điện. 3. Khất thực. Mỗi ngày khi đến giờ ăn thì vào thành, vào làng khất thực, chứ mình chẳng nấu nướng gì cả. 4. Khất thực có thứ tự, nghĩa là khi đi khất thực,
thì không lựa nhà giàu hoặc nhà nghèo. Mục đích là tiêu diệt tâm phân biệt mà hành bình đẳng. Đó là hành vi đại công vô tư. 5. Ngày ăn một bữa, tức là sáng cũng không ăn, chỉ ăn một bữa trưa. Ăn một bữa trưa rất tốt, nhưng đáng tiếc không dễ gì làm được. Tại sao? Vì đói một chút thì muốn ăn, cho nên đa số nhiều người chịu không được sự khổ hạnh ngày ăn một bữa. Song công đức ngày ăn một bữa nói không hết được. Tóm lại, bạn bớt ăn một chút thì bớt một chút phiền não. Ăn nhiều một chút thì phiền não cũng nhiều một chút. Ngoài ra, khi tỳ kheo ăn cơm thì phải có 3 quán niệm và 5 điều quán tưởng. 3 quán niệm. Thứ nhất, nguyện dứt tất cả điều ác. Thứ hai, nguyện tu tất cả điều lành. Thứ ba, thệ độ tất cả chúng sinh. 5 điều quán tưởng. Thứ nhất, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nghĩa là hãy tính xem vật ăn phải tốn bao nhiêu công nhân mới làm thành. Ví như sự hình thành một hạt gạo, phải trải qua gieo giống, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, vân vân, bao nhiêu là sự khổ cực. Cho nên làm được hạt gạo rất khó khăn vô cùng, đến nơi cũng không dễ. Cho nên có câu: giữa nắng trưa gay gắt, nông dân nhọc nhằn cuốc, mồ hôi đổ trên lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt bao đắng cay. Do đó, chúng ta mỗi người nên thương tiếc vật chất, tiết kiệm, đừng tùy tiện lãng phí, mà hãy nghĩ đến nó, đến nơi không dễ dàng. Tại sao trên thế giới này có những đất nước thiếu lương thực, nhân dân chẳng có cơm ăn? Vì lãng phí vật chất quá nhiều, cho nên chẳng có cơm ăn. Chúng ta là người tin Phật, nhất là đối với nhân quả phải cẩn thận. Vật chất, ẩm thực, tài vật, bạn dùng được thì dùng, không dùng được thì cho người khác dùng, nhưng đừng có tùy tiện dứt đi. Do đó, trong bếp có cơm dư, ngoài đường có kẻ đói. Cho nên trong nhà nếu còn có cơm dư, thì hãy bố thí cho người không có cơm ăn, đừng dứt đi. Thứ hai, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là, hãy nghĩ xem mình có công đức gì, đáng thọ thập phương cúng dường, độ lượng đức hạnh của mình có đủ chăng, là đủ hay thiếu, đáng thọ lãnh của thí chủ cúng dường chăng. Nếu đức hạnh không đủ, thì hãy mau dụng công tu đạo. Thứ ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Nghĩa là phòng ngừa tâm của mình lìa khỏi mọi lỗi lầm. Lìa khỏi lỗi lầm gì? Tức là lìa khỏi tham sân si ba độc. Ăn vật ăn thì đừng phân biệt vật ngon hay dở. Đừng nên vật ngon thì ăn nhiều, vật dở thì không ăn. Như thế thì không đúng. Thứ tư, chánh sự lương dược, vi liệu hình khô. Khi tỳ kheo ăn cơm thì nghĩ rằng vật ăn vào dùng làm thuốc để cho thân thể khỏi khô héo, nếu không ăn thì không thể sinh tồn. Thứ năm, vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Tại sao tôi phải ăn cơm? Vì muốn dụng công tu đạo. Nếu tôi không ăn cơm thì đứng không vững, ngồi không yên. Vì tôi muốn tu đạo cho nên không thể không ăn. 6. Ăn có tiết lượng, tức là phải có sự tiết chế đối với thức ăn uống. Ăn có số lượng, không thể cảm thấy vật ăn ngon, ăn xong rồi lại muốn ăn nữa. Luôn luôn nghĩ nhớ không quên, như thế thì chẳng có tiết lượng. Bất cứ thấy vật gì ngon, nếu mỗi bữa ăn 2 bát thì nhất định ăn 2 bát. Không thể nói vật này không ngon thì tôi ăn 1 bát. Khi vật ăn ngon thì ăn 3 bát, mà chẳng tiết chế chút nào. Người hành hạnh đầu đà thì vốn ăn 2 bát mới no, nhưng chỉ ăn 1.5 bát. Tiết lượng bát ăn một chút, đó là ăn có tiết lượng. 7. Quá giờ ngọ không uống nước có chất bổ. Không uống sữa, nước trái cây, cà phê, trà hoặc mật ong, mà chỉ uống nước lạnh. Song điều này rất khó hành, vì ngay cả trà
cũng liệt vào chất bổ không được uống, cho nên không dễ gì hành được. Đó là năm điều khổ hạnh về ăn uống. Dưới đây nói về khổ hạnh chỗ ở. 8. Ở nơi A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, dịch là nơi vắng lặng. Vắng lặng tức là nơi không ồn ào, chẳng có bất cứ âm thanh gì. Nơi đây là ở trong rừng núi, trong thâm cốc, hoặc là nơi xa thành thị, là nơi tu hành tốt nhất cho người tu hành. 9. Ở dưới gốc cây. Người hành hạnh Đầu Đà thì ở dưới gốc cây. Tại sao? Vì người tu đạo lấy trời đất làm nhà, đi khắp nơi đều ở được, nhưng không ở quá mỗi gốc cây 3 đêm. Vì người tu đạo chân chánh thì rất thanh cao, vì tránh cho người biết họ để đến cúng dường, cho nên ở dưới gốc cây chừng 2 đêm thì bỏ đi, để tránh có người muốn đến cúng dường. Đó là không cầu bất cứ ai cúng dường. 10. Ở ngoài trời. Người tu đạo ở ngoài trời thật là lấy trời đất làm phòng, tức có ánh sáng của trăng sao. Đời sống như thế sao mà quá tự tại tiêu dao. Do đó có câu: Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy bất thức, nhất cổ thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân tri. Đời sống thiên nhiên như thế, rất ít người lãnh hội được những chỗ áo diệu của nó. 11. Ở ngoài nghĩa địa, tức là ở với người chết, làm bạn với ma quỷ. Tại sao? Vì ngồi ở trong mồ mả thì mình có thể tu quán về vô thường, thấy rõ đời người là vô thường. Bất cứ sớm tối trước sau gì cũng sẽ chết. Chết rồi thì chôn cất vào mộ, hóa thành đống xương trắng. Ngồi trong mộ tu đạo thì có thể giác ngộ tất cả đều là vô thường. Do đó sẽ không sinh ra đủ thứ tâm tham sân si, mà cũng chẳng có chấp trước. 12. Lưng không chạm đất. Ở Ấn Độ có vị hiếp tôn giả suốt đời không bao giờ nằm, mà luôn luôn ngồi không nằm. Nếu ngủ nằm thì càng ngủ càng muốn ngủ mà chẳng muốn dậy. Song nếu thường ngồi mà không nằm thì ngủ một giấc sẽ tỉnh dậy. Tỉnh dậy rất dễ dàng dụng công tu hành tham thiền. Cho nên thường ngồi không nằm về phương diện tu hành giúp ích không ít. Nếu hành được 1 hoặc 2 hạnh Đầu Đà vẫn tốt như thường. Tùy theo khả năng của mình, Ngài Ca Diếp tuy rất già nua, nhưng Ngài vẫn hành 12 hạnh Đầu Đà, cho nên Ngài là người hành Đầu Đà đệ nhất. Ha ha ha, 问什么的说呵。